thanh lý xả kho sập sàn cho quý vị và các bạn. 4 mẫu cục đẩy công suất Crown giá siêu rẻ luôn nha. Trường Thành Audio, uy tín hàng đầu, âm thanh tuyệt hảo. Và đây, thưa quý vị và các bạn, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có 4 mẫu cục đẩy công suất Crown nha. Thanh lý xả kho giá rẻ chưa từng có trong lịch sử luôn. Và hàng còn đẹp lên tới 99%. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có 4 model nha quý vị. Crown T3 này, tiếp theo là đến T5, T7 và T10. Như quý vị và các bạn cũng đã biết rồi, đây là cái mẫu cục đẩy mà Crown sản xuất dành riêng cho thị trường nội địa của Trung Quốc nha mọi người. Và với một cái phiên bản sản xuất dành riêng cho Trung Quốc thì rõ ràng rằng là Crown Audio là một trong những hãng kinh doanh rất là nhạy bén nha. Bởi vì riêng cái mức tiêu thụ tại Trung Quốc thôi chấp khoảng cỡ 29 đến 30 lần Việt Nam rồi. Và gần như nó có tầm ảnh hưởng đến nửa thị phần của cả thế giới rồi. Chả có một hãng nào, chả có một ông kinh doanh tư bản nào mà chê tiền đúng không ạ? Cứ có đơn đặt hàng là sản xuất. Nhưng ngày hôm nay chúng ta sẽ được mua với một cái mức giá mà Trường Thành Audio thanh lý siêu hời cho quý vị và các bạn luôn. Và chúng tôi cam kết nha, 100% đây là sản phẩm của Crown Audio chính hãng, được nhập khẩu nguyên chiếc từ thị trường nội địa của Trung Quốc nha quý vị. Với Crown T3 này, cameraman có thể quay gần hơn một chút nữa. Quý vị và các bạn sẽ thấy được cái vẻ đẹp của sản phẩm mới đến 99,9%. Quá xịn sò nha mọi người. Đây, nút chiết áp này. Tất cả vẫn rất là sang, xịn mịn luôn. Không bị xước sát nha quý vị. Rất là đẹp luôn. Bởi vì hàng này là hàng trưng bày, chúng tôi chỉ lau qua cái là sẽ bóng đẹp như mới cho quý vị và các bạn. Từ nút chiết áp này, đến mặt trước máy này, logo. Quá hời đúng không ạ? Rõ ràng là so với chúng ta mua mới thì sẽ rẻ được rất nhiều tiền. Và chúng tôi vẫn bảo hành như quý vị và các bạn lên tới 12 tháng nha. Và đây, bây giờ Quang Trường sẽ đọc giá từng sản phẩm cho quý vị và các bạn luôn. Với mẫu cục đẩy công suất Crown T3, hàng chính hãng được thanh lý với mức giá là 6 triệu Việt Nam đồng nha quý vị và các bạn. 6 triệu Việt Nam đồng và bảo hành cho quý vị và các bạn lên tới 12 tháng. Bằng với quý vị và các bạn mua sản phẩm mới đúng không ạ? Quá xịn luôn. Và đây, với mẫu Crown T5, quý vị nha, mức giá thanh lý là 8 triệu một chiếc, cục đẩy công suất Crown T5, bảo hành cho quý vị và các bạn lên tới 12 tháng nha. Tiếp theo, đến mẫu cục đẩy công suất Crown T7, được thanh lý xả kho với mức giá là 10 triệu Việt Nam đồng, bảo hành 12 tháng cho quý vị và các bạn. Cam kết hàng nguyên zin, 100% chính hãng của Crown Audio sản xuất nha quý vị. Và tiếp theo với mẫu cục đẩy công suất Crown T10. Đây, thưa quý vị và các bạn, T10 thì rất là xịn sò nha. Cơ hội siêu hiếm cho quý vị và các bạn luôn. Giá mới là 26 triệu, giá thanh lý là 12 triệu Việt Nam đồng, rẻ được khoảng gần 1/3 nha quý vị. Chúng tôi sẽ bảo hành cho quý vị lên tới 12 tháng. Với một cái dòng sản phẩm mà thương hiệu của Crown thì rất nhiều quý vị và các bạn yêu thích rồi. Và đây sẽ là một cái cơ hội rất hiếm để cho toàn thể quý vị và các bạn chúng ta yêu thích những dòng sản phẩm của Crown sẽ có cơ hội để mua một sản phẩm mới đến 99,9% nha quý vị. Hàng chính hãng được bảo hành lên tới 12 tháng thì chắc chắn không thể kiếm ở đâu ra. Và bây giờ quý vị cứ thử kiểm tra xem, quý vị lên tất cả các hệ thống website của các đơn vị khác, tất cả những mẫu cục đẩy công suất Crown Audio chẳng hạn mới thì chỉ được bảo hành đến tới 12 tháng thôi. Và đây là chúng ta vừa mua được giá rẻ này, giá thanh lý, giá xả kho, vẫn được hưởng cái chế độ bảo hành của một sản phẩm mới. Và đây chúng ta có thể xem chi tiết hơn về mẫu cục đẩy công suất Crown T-Series nha mọi người. Ở đằng sau này thì đây, bây giờ Quang Trường sẽ bắt đầu quay cái mặt sau ra để cho quý vị và các bạn chúng ta cùng chiêm ngưỡng cái mặt sau của dòng sản phẩm này nhé. Đây quý vị và các bạn, chúng ta sẽ xem được chi tiết mặt sau nha của những dòng cục đẩy công suất Crown T-Series chính hãng nội địa của Trung Quốc như thế nào. Đây, chúng ta sẽ thấy này, với những dòng sản phẩm xịn thì quý vị sẽ thấy tất cả những cái chi tiết nhỏ nha, từ cái rắc này cho đến cái tem, cái số series của sản phẩm người ta ghi rất là rõ ràng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ xem được cận sản phẩm hơn. Đây, quý vị và các bạn sẽ thấy nha, tất cả những dòng cục đẩy Crown T-Series chính hãng nó sẽ phải có đầy đủ cái tem này, cái tem series, modem đầy đủ ở bên cái cạnh máy này. Đó. Và đây, nhiều quý vị sẽ thắc mắc nha. Rất nhiều quý vị bảo, ôi trời ơi, đây là hàng giả, hàng nhái hay là hàng fake loại 1, loại 2, loại 3. Những người không hiểu biết thôi. Quý vị nha, có rất nhiều người không hiểu biết. Mà đã không hiểu biết thì chắc chắn là gì? Mua bị đắt này, mua bị hớ. Và chúng ta không hiểu là tại sao nó lại có tiếng Trung Quốc ở đây. Bây giờ
và chia sẻ phân tích cho quý vị và các bạn nha. Với hàng Crown xịn chuẩn chính hãng thì nó phải có tiếng phải có chữ Trung Quốc ở đằng sau nha mọi người, bởi vì đây là một cái sản phẩm mà Crown Audio sản xuất dành riêng cho thị trường nội địa Trung Quốc. Một ông bỏ tiền ra mua thì dĩ nhiên là các ông phải phục vụ chúng tôi, đấy là điều đương nhiên, bởi vì một bên là có tiền, một bên là sản xuất thương mại. Và đây Crown Audio thì rất là tinh tế, rất biết chiều lòng tất cả những khách hàng ở thị trường Trung Quốc, một đất nước chiếm tới 50 thị phần tiêu thụ âm thanh trên thế giới rồi. Đây, tất cả thông số là đều được in bằng chữ tiếng Trung nha mọi người. Đó. Và đây rất là xịn sò này, quý vị có thể thấy từ cái nước sơn của mẫu TCD nó rất là đặc biệt. Với cái nước sơn này thì gần như hàng fake loại 1, loại 2, loại 3 nó cũng rất khó để có thể làm giống được 100% như này nha quý vị. Rồi từng cái con ốc nhỏ này. Với cái mẫu Crown T7 và T10 thì cái thiết kế cái chiều sâu cái chiều sâu của máy thì nó sẽ dài hơn, rộng hơn so với mẫu T3 và T5 một chút, bởi vì cái cục biến áp nguồn và cái vỉ bo mạch ở bên trong nó rất là lớn. Với mẫu cục đẩy công suất Crown T7 và T10 thì cái công suất nó sẽ lớn hơn nha, thậm chí gấp đôi T3 này và công suất nhỉnh hơn T5 rất là nhiều. Và đây với cái mẫu này thì chúng ta sẽ thấy có đầy đủ cái hệ thống như là cầu chì phía sau này quý vị này, rồi cái công tắc nguồn này để chúng ta bật nguồn, rồi có hai cái đường tín hiệu âm thanh output chuyên nghiệp bằng jack Canon ở phía sau, và chúng ta có thể đấu trực tiếp nha, jack bắp chuối vào đây cũng được, hoặc quý vị muốn âm thanh nó truyền tải tốt hơn thì chúng ta sẽ xoáy cái jack nhựa này ra và chúng ta xoáy bằng tay như thế này, cực kỳ là đơn giản nha. Và bên đây quý vị sẽ có nhiều cách để chúng ta khai thác cái jack chuyên dụng của mẫu cục đẩy công suất Crown TCD này. Và đây quý vị có thể sử dụng các cái tín hiệu đầu vào như là input bằng jack Canon chuyên dụng này, hoặc là jack AV hoa sen. Đó, quý vị sẽ chơi được hai cái chế độ điện áp độ nhạy khác nhau nha, từ 0.775V này hoặc 1.4V. Bên trên chúng ta sẽ có 3 chế độ để quý vị và các bạn chơi, chập kênh là Bright này, rồi Parallel là chế độ chúng ta truyền tín hiệu từ kênh A sang kênh B, và Setter. Rất là hay, đúng không ạ? Và thưa quý vị và các bạn, với những cái dòng sản phẩm mà giá xả kho này, thanh lý sập sàn thì cái số lượng nó có hạn rất ít nha quý vị. Và đây là một cái chương trình trong tháng này chúng tôi sẽ cập nhật liên tục chương trình xả kho cho quý vị và các bạn. Ngoài mẫu cục đẩy công suất nha, Crown T3 này, T5, T7 và T10 thì chúng tôi sẽ update rất nhiều, như là mẫu loa này, micro, rồi cục đẩy công suất cả hãng khác nữa, sẽ có một cái chương trình trong tháng này liên tục xả kho. Quý vị và các bạn nhớ theo dõi clip vào ngày mai nha. Cứ mỗi một ngày chúng tôi sẽ ra một chương trình xả kho để cho quý vị và các bạn chúng ta có cơ hội để săn sale, săn được những sản phẩm thanh lý với mức giá siêu rẻ, siêu hời, và đặc biệt là gì? Hàng chính hãng 100%. Và quý vị đừng nên chần chừ nha, hãy gọi điện ngay cho Trường Thành Audio qua hai số hotline chính của chúng tôi 0586798888 và 0817365555. Và quý vị và các bạn có thể truy cập vào hệ thống website chuyên nghiệp của chúng tôi, trườngthanhaudio.com. Và trên một cái gian hàng thương mại điện tử chuyên nghiệp của chúng tôi thì quý vị và các bạn có thể đặt hàng trực tiếp trên hệ thống website của chúng tôi. Một lần nữa xin cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã dành thời gian để quan tâm, theo dõi và ủng hộ Trường Thành Audio trong suốt thời gian qua. Nếu quý vị và các bạn cảm thấy clip hữu ích thì hãy nhớ nha, cho Trường Thành Audio xin một like này, rồi đặc biệt là nhấn nút subscribe để đăng ký kênh, cập nhật rất nhiều những clip sale sốc khuyến mại, rồi review chia sẻ kiến thức âm thanh trong các clip tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại toàn thể quý vị và các bạn thân yêu trong một clip lần sau. Trường Thành Audio, uy tín hàng đầu, âm thanh tuyệt hảo.